Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV, chương 301, Ngân Nhãn Ma Nữ. Các ngươi đã làm gì khắc lôi nhã? Ngài Lệ Ti ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ vô cùng. Nhất thời, hai ngũ giai tông linh sư đi theo Ngà Lệ Ti đặt hết một đống thứ đang cầm trong tay sang một bên, rút trường kiếm ngang hồng dài chỉ vào mặt Lạp Khắc, ánh mắt nhìn chậm chập, chỉ chờ Ngà Lệ Ti ra lệnh một tiếng sẽ bắt lại toàn bộ đối phương. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Xa xa, hai hộ vệ Đông Dị Vương quốc phái tới theo Ngà Lệ Ti cũng vội vàng chạy đến. Toàn bộ quá trình, lúc trước hắn nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng Khắc Lôi Nhã chỉ là một thị nữ nhỏ, hắn cũng không thể đứng ra. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Ngà Lệ Ti công chúa. Mắt thấy Ngà Lệ Ti muốn xung đột với đối phương, lúc này mới vội vàng chạy đến. Cảm thụ được sát khí lạnh lẽo không hề che giấu của hai gã hộ vệ, mặt Lạp Khắc như níu lông mày lại, hai tròng mắt chợt lóe, đột nhiên tức giận hừ một tiếng. Làm càn! Theo tiếng quát lớn của hắn vang lên, Thái Sâm đứng phía trước liền động đậy, toàn thân giống như một khối lao đến trước mặt hai gã ngũ giai tông linh sư, mở bàn tay ra hung hăng chộp đến hai gã trường kiếm. Muốn chết! Hai gã hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong cơ thể kích động ra, linh lực ngũ giai quán thâu vào trong trường kiếm bắn ra quang mang màu trắng, nhanh chóng đâm lên hai tay của Thái Sâm. Thái Sâm lạnh lẽo hừ một tiếng, hai tròng mắt thoát ra một đạo tinh mang. Trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, ngũ chỉ trương lên, không để ý tới kiếm quang sắc bén kia. Hai bàn tay tạo thành huyễn ảnh vỗ lên trên trường kiếm của hai gã tông linh sư hộ vệ. Rắc! Hai tiếng truyền đến, hai thanh trường kiếm của gã tông linh sư hộ vệ đứt đoạn, mà hai người căn bản ngay cả động tác của Thái Sâm cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy một cỗ linh lực cuồn cuộn trào dâng mãnh liệt, cảm giác vô cùng đau xót. Dưới một kích của Thái Sâm, cả hai đều bay ngược ra ngoài, hầu như chỉ trong thoáng qua, hai gã hộ vệ hùng hổ của Ngà Lệ Ti đã bị trọng thương ngã sang một bên. Ngà Lệ Ti biến sắc, đối phương cường hãn vượt xa dự liệu của nàng. Nàng biết thực lực của hai gã hộ vệ rất rõ ràng, đều là cao thủ ngũ giai tông linh sư, thế nhưng dưới công kích của đối phương lại không thể đánh nổi một chiêu, thực lực đối phương rất mạnh, ít nhất cũng đã tồn tại cấp bậc lục giai tôn linh sư. Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi! Ngà Lệ Ti đỡ Khắc Lôi Nhã đứng dậy, dưới cường thế của đối phương, thực lực của chính mình lại không đủ. Ngà Lệ Ti chọn phương pháp né tránh, về phần trả thù sẽ là chuyện sau này. Y phục của thiếu gia! Y phục của thiếu gia! Bị Ngà Lệ Ti đỡ dậy, Khắc Lôi Nhã thì thào trong miệng, nước mắt rơi trên bộ y phục đứt đoạn. Một cỗ thống khổ khó nói thành lời trào ra trong lòng nàng. Kiệt Sâm! Đầu lông mày của Lạp Mặt Khắc hơi nhíu lại, đáy mắt chợt lóe lên hàn mang. Từ hôm qua cái tên này đã thành một cây châm cắm trên đầu lòng hắn. Lại không nghĩ rằng nữ nhân kia cư nhiên lại là thị nữ của Kiệt Sâm. Nếu nói như vậy, nữ nhân còn lại hẳn là người của Vương quốc Áo Lan Đa. Một tia âm ngoan toát lên trong lòng, chỉ thấy đột nhiên hắn bước lên phía trước một bước. Bốp! Một cái tát trầm trọng đánh lên khuôn mặt của Khắc Lôi Nhã. Hành động của mặt Lập Khắc nhất thời khiến Ngà Lệ Ti không khỏi ngây người. Nàng không thể ngờ rằng vì sao chính mình đã quyết định thoái nhượng mà đối phương còn muốn động thủ. Đánh xong, mặt Lập Khắc cướp lấy trường bào tổn hại trên tay của Khắc Lôi Nhã, xoẹt một cái xé rách thêm lần nữa, sau đó ném đi. Nguyên bản trường bào bị nứt nhất thời bị phanh thành 4-5 mảnh, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay tứ tán khắp nơi. Cái tên kia sầm chó má! Mặt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng, tất cả phẫn hận đối với Kiệt Sâm đều đổ lên trên tấm y phục này. Ngà Lệ Ti cắn răng, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ vô biên. Từ bé đến bây giờ nàng còn chưa bị khinh thường đến thế. Vừa nghĩ đến Kiệt Sâm giao phó thị nữ cho chính mình mà chính mình lại để cho Khắc Lôi Nhã bị ủy khuất lớn như vậy. Như vậy làm sao nàng có thể giải thích được với Kiệt Sâm? Thế nhưng người ở trên mái hiên không thể không cúi đầu, người trung niên của đối phương biểu hiện ra thực lực cường đại bên ngoài nhắc nhở nàng không nên xung động. Khắc Lôi Nhã, chúng ta đi. Ngà Lệ Ti cắn răng, nâng Khắc Lôi Nhã dậy, lại phát hiện Khắc Lôi Nhã đứng yên nơi đó, căn bản không động đậy. Y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã
Nhã ngơ ngác nhìn đám vải vụn bay khắp nơi, còn người trong Lệ Quang có chút dại ra. Sau đó một khắc, trong mắt ngân sắc lập tức chiếu trên người của Mạt Lạp Khắc. Vết màu ban đỏ trên má phải của Khắc Lôi Nhã vào lúc này càng trở nên đỏ tươi, làm nổi bật đôi con người thần sắc vô cùng biểu tình ngây dại của nàng, trong nhất thời vô cùng kinh khủng. Đây là biểu tình của Khắc Lôi Nhã, không biết vì sao mọi người đột nhiên lại toát một cỗ hàm ý ở trong lòng. Mà Mạt Lạp Khắc cũng trước mặt Khắc Lôi Nhã càng không tự chủ được lùi về phía sau một bước, trên mặt lộ ra một tia quá hóa giận. Y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã lại lần nữa thì thào, chợt một cỗ lực lượng cường đại bạo phát trên người khác, nguyên bản hai màu mắt màu bạc của bảng nàng biến thành màu vàng trong nháy mắt. Là ngươi hủy y phục của thiếu gia. Khắc Lôi Nhã gầm rú một tiếng thấp trong miệng. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu chính mình ông không ngừng, cảm giác bành trướng vô cùng khó chịu. Vết bàn đỏ trên mặt cũng dần dần nhạt đi, sau đó biến mất không còn. Một cỗ lực lượng từ trong thân thể chợt bạo phát ra ngoài. Khắc Lôi Nhã, người làm sao vậy? Lực lượng cường đại dẫn phát linh nguyên tố trong không khí bạo động quy mô lớn. Nguyên bản Khắc Lôi Nhã đứng bên cạnh của Ngạ Lệ Ti cũng bị ảnh hưởng, không tự chủ được lùi về phía sau, trong miệng kinh hô. Ta muốn người chết! Khắc Lôi Nhã gầm nhẹ lên, đầu ngón chân ấn xuống mặt đất. Phanh! Nền đá cứng rắn trên mặt đất nhất thời vỡ tạp ân, trong nháy mắt thân thể của Khắc Lôi Nhã hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía của Mạt Lạp Khắc. Cái gì? Mạt Lạp Khắc chật, cả kinh trong lòng, thân hình vội vàng lùi về phía sau, trường kiếm bên hồng bỗng như linh xà lao về phía của Khắc Lôi Nhã. Điện hạ, cẩn thận! Một tiếng thét giống giận dữ vang lên, thái sâm mạnh mẽ đánh về phía của Khắc Lôi Nhã. Nhưng chính vào lúc này, nắm tay của Khắc Lôi Nhã và trường kiếm của Ngạ Lệ Ti đã giao nhau. Phanh! Dưới ánh mắt giật mình của mọi người, trường kiếm trong tay của Mạt Lạp Khắc chợt hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Trong tiếng nổ mơ hồ truyền đến tiếng kêu đau đớn, Mạt Lạp Khắc lùi lại mấy bước, thần sắc tái nhợt, lập tức đặt mông ngồi xuống đất. Một tia máu tươi lặng lẽ trào ra nơi khóe miệng. Lớn mật! Thái sầm quát lớn, bàn tay to đánh tới Khắc Lôi Nhã như một tòa núi lớn. Hết chương 301, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV, chương 302, Ngần Nhãn Mà Nữ. Linh áp cường đại đánh đến, không khí xung quanh Khắc Lôi Nhã đều bị tan ra. Trong đôi mắt màu vàng không chút biểu tình, hai đạo thành tạo hình tháp đánh lên tự trưởng của Thái Sâm. Đoàng! Trong tiếng bạo tạc, sóng xung kích cường đại lan ra đất, chấn không ít người đi đường gần đó. Nham thạch dưới chân của Khắc Lôi Nhã thoáng chốc liền nát bấy, hóa thành bột mịn, một tiếng rên từ trong miệng truyền ra. Thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn đạm nhiên như cũ, dường như không có cảm giác đau. Mạnh mẽ đẩy lùi cự trưởng của Thái Sâm, ánh mắt gắt gao nhìn Mạt Lạp Khắc ngồi cách đó không xa, thân hình lại lần nữa vọt lên. Đây, Khắc Lôi Nhã nàng! Đám người Ngạ Lệ Ti ở một bên cũng khiếp sợ sững sờ. Thế nào nàng cũng không ngờ Khắc Lôi Nhã vẫn đi bên cạnh Kiệt Sâm lại có thực lực mạnh như thế, có thể ngăn trở cự trưởng của người trung niên kia. Muốn chết! Thái Sầm lại lần nữa gầm lên, một cỗ quang mang màu vàng bỗng nhiên toát ra khỏi người của hắn. Linh lực cường đại phô thiên cái địa khiến không khí xung quanh đều rung động. Nham thạch thiết quyền! Trong tiếng giống giận dữ, bàn tay của Thái Sầm giống như một chiếc chiến xa âm âm nghiền áp về phía Khắc Lôi Nhã. Khí thế to lớn, phảng phất như trong trời nắng có tiếng sấm liên miên không dứt. Khắc Lôi Nhã chỉ xoay người, huy động song quyền lên nghênh tiếp. Đùng! Trong tiếng đùng thật lớn, thân thể của Khắc Lôi Nhã thận trọng bay ra ngoài, ngã xuống bên đường. Thân thể đập xuống bị tạo thành một cái động lớn, tràn ngập bụi mù, bên trong cũng không còn động tĩnh. Khắc Lôi Nhã! Ngạ Lệ Ti vội vàng vọt tới, trong đám đá vụt, lóe miệng của Khắc Lôi Nhã phun trào bọt máu, vết bàn đỏ biến mất trên mặt lại lần nữa hiện lên. Thái Sầm! Giết chết nàng ta cho ta! Mạt Lạp Khắc thẹn quá hóa giận giống lên. Điện hạ! Thái Sâm nhìn Mạt Lạp Khắc, trong mắt hiện thần sắc do dự.
Nếu đã biết đối phương là đoạn đại biểu của Áo Lan Đa Vương quốc, tự nhiên không thể để điện hạ làm loạn. Lẽ nào ngay cả lời ta người cũng không nghe? Mặt Lạc Khắc đột nhiên cả giận, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia máu. Thái Sâm thở dài, xoay người đi về phía Khắc Lôi Nhã và Ngải Lệ Ti. Các người dám? Ta là công chúa Ngải Lệ Ti của Áo Lan Đa Vương quốc, đệ tứ Linh Dược Sư Đại Hội. Vào lúc nào, Ngải Lệ Ti cũng bất chấp mặt mũi, đứng lên nói. Mặt Lạp Khắc phẫn nộ, thần sắc biến ảo mấy lần liên tiếp, cuối cùng oán hận nói. Chúng ta đi. Một người thị nữ hắn lấy thân phận tam vương tử của Uy Tư Vương quốc còn có thể áp chế, thế nhưng Ngải Lệ Ti là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, cho dù thân phận hắn cao tới đâu cũng sẽ bị dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Huống chi, Ngải Lệ Ti lại là đệ tứ của Linh Dược Sư Đại Hội, là một trong những thiên tài Linh Dược Sư của Trư Quốc Tây Bắc chú trọng. Cảm thụ được đau nhức truyền đến ngực, mặt Lập Khắc không có chút tâm tình đi dạo phố, hắn lập tức mang theo một đám người trở về, sau đó lên hai chiếc xe ngựa cách đó không xa rời đi. Vào lúc này, hai gã hộ vệ của Đông Dị Vương quốc An Bài mới tới, lúc phát sinh xung đột, bọn họ đã sớm trốn mất dạng. Ngải Lệ Ti âm thầm ôm Khắc Lối Nhã lên xe ngựa, hai hộ vệ bị Thái Sâm đánh một chiêu trọng thương cũng lồm cồm bò dậy. Trên mặt mang theo vẻ thống khổ, liếc mắt nhìn nhau lộ một tia cười khổ. Ngải Lệ Ti hướng mắt về phía hai gã hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc trầm giọng nói. Hai vị, không biết đám người kia đến tột cùng là của vương quốc nào? Lúc đối phương rời khỏi, Ngải Lệ Ti nhìn thấy trên xe của đối phương cũng có tiêu chí giống như xe của mình. Hiển nhiên đây cũng là đoàn đại biểu của một vương quốc nào đó. Lúc trước, đối phương dám kiêu ngạo như vậy khiến cho Ngải Lệ Ti không khỏi nổi giận trong lòng. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, trở về cần phải bảo với Lỗ Đạo Phu đại sư. Nhưng chính là vào lúc này, Ngải Lệ Ti càng thấp thỏm hơn, Kiệt Sâm giao Khắc Lối Nhã cho nàng. Hiện giờ bản thân Khắc Lối Nhã bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, như vậy Ngải Lệ Ti không biết giải thích với Kiệt Sâm như thế nào mới tốt. Hai gã hộ vệ nhìn nhau cười khổ nói. Đám người kia cũng là đại biểu của Linh Dược Sư toàn quốc nào đó, tiểu nhân cũng không có biết. Ngải Lệ Ti nhìn chằm chằm vào hai gã hộ vệ một lát, hai gã hộ vệ nhất thời đều cúi đầu. Chúng ta trở về. Ngải Lệ Ti lạnh lùng nói. Hai gã hộ vệ nhất thời lên tiếng, vội vàng điều khiển xe ngựa đến. Cả đám người lên xe ngựa chạy về phía phủ đệ của Áo Lan Đa Vương quốc. Mặt Lạp Khắc đi xe ngựa chạy một hồi, cuối cùng xe ngựa dừng lại ở trước một tòa phủ đệ cực kỳ xa hoa rộng lớn. Đây chính là Linh Dược Sư đoàn của Uy Tư Vương quốc, cường quốc đệ nhất Tây Bắc. Mặt Lạp Khắc đi từ trên xe ngựa xuống, trên mặt còn mang theo thần sắc tức giận. Nếu như cuối cùng không phải là Ngải Lệ Ti nói rằng nàng ta là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc. Trong cơn giận dữ lúc đó, không chừng Mạt Lạp Khắc đã giết chết luôn cả nàng. Đoàn người đi vào trong phủ đệ, Thái Sầm vội vàng bước tới kéo áo của Mạt Lạp Khắc thấp giọng nói. Tam Vương Tử Điện Hạ, chuyện này có nên nói với Tây Nhĩ Đốn Đại Sư với Đặc Duy Cơ Đại Sư một tiếng không? Mạt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì? Lẽ nào ngươi sợ đối phương tới tìm chúng ta gây phiền phức sao? Chúng ta không làm gì nhiều, cùng lắm chỉ có một thị nữ nhỏ nhỏ. Áo Lan Đa Vương quốc chẳng lẽ vì chuyện này mà đắc tội với Uy Tư Vương quốc chúng ta sao? Thái Sâm cười khổ một chút nói. Thế nhưng hai ngày tới sẽ có giao dịch hội. Đến lúc đó Lỗ Đạo Phu đại sư của Áo Lan Đa Vương quốc hướng Tây Nhĩ Đốn đại sư sẽ hỏi chuyện này. Mặt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng. Hỏi thì sao? Lỗ Đạo Phu đại sư lẽ nào ăn no rừng mỡ à? Chuyện nhỏ như vậy cũng muốn xé ra to. Tuy rằng Thái Sâm cảm thấy không thích hợp trong lòng, thế nhưng chị đành bất đắc dĩ thở dài, đứng một bên không nói gì. Mẹ nó, cái con quái gì kia đánh ta đau quá. Mặt Lạp Khắc đi lại trong phủ đệ, miệng lại lần nữa căm giận. Người lập tức tìm một y sư đến đây kiểm tra cho ta. Đừng để bị thương gì đó nặng quá là được rồi. Thái Sâm cúi đầu, nhẹ giọng. Vâng. Trước phủ đoàn đại biểu Áo Lan Đa Vương quốc, một trận âm thanh vó ngựa gấp rút truyền đến. Lập tức một chuyến xe ngựa nhanh chóng lao đến từ xa. Chỉ trong chốc lát liền đi đến trước phủ, nhanh chóng dừng lại. Không ngờ chiếc xe ngựa kia dừng lại, Ngải Lệ Ti âm thầm ôm Khắc Lôi Nhã từ trên xe nhảy xuống, vội vàng đi vào trong phủ đệ.
Nguyên bản thị vệ trước còn chưa muốn chào hỏi, chợt thấy ngài Lệ Ti bộ dáng nổi giận đùng đùng, cả đám đều khẽ nhếch miệng một chút, sau đó không dám nói tiếp. Khoảng cách từ Ba Đảo đến các phủ đệ của Áo Lan Đa Vương quốc cũng không tính quá xa. Tuy rằng lúc trước đi dạo phố rất tốn thời gian, thế nhưng dùng xe ngựa để chạy thì chỉ trong chốc lát. Hết chương 302, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV. Chương 303, Vi Ân tức giận. Mau tìm một y sư qua đây cho ta. Ngài Lệ Ti sai người đối mặt phân phó cho hai gã hộ vệ bên người. Vâng. Trong đó một gã hộ vệ cấp tốc bỏ đi, mà một gã khác vẫn như cũ đi theo phía sau của ngài Lệ Ti. Biết là bá tỷ đại sư của Đông Thăng Vương quốc đến bái phòng, ngài Lệ Ti cũng không đi tìm Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư ở trước, mà đi tới gian phòng của Khắc Lôi Nhã, đặt Khắc Lôi Nhã lên giường. Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư đâu? Ngài Lệ Ti hỏi. Thị vệ ở bên cạnh hồi đáp. Lỗ Đạo Phu đại sư và Kiệt Sâm đại sư còn đang trong phòng khách chiều đãi là bá tỷ đại sư. Ngài Lệ Ti nhíu mày, tuy rằng thời khắc Khắc Lôi Nhã hôn mê bất tỉnh nhưng hô hấp bình thường, thoạt nhìn không giống như sinh mệnh đang lâm vào nguy hiểm. Là bá tỷ đại sư là đệ nhất linh dược sư của Đông Thăng Vương quốc, mà Khắc Lôi Nhã chỉ là một người thị nữ của Kiệt Sâm. Nếu như vì chuyện này mà quấy rầy đối phương khiến cho đối phương hờn giận thì... Ngã Lệ Ti không khỏi có chút do dự. Quên đi, chờ y sư khác qua đây kiểm tra cho Khắc Lôi Nhã. Ngã Lệ Ti quyết định tự chủ ý trong lòng. Chính vào lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở cửa. Không chờ ngài Lệ Ti phản ứng, thân ảnh người nọ đã đi tới trước giường. Tốc độ cực kỳ nhanh, quả thực rộn cả người. Ngài Lệ Ti kinh cẩn nhìn. Đợi nghe một tiếng đạo âm thanh lặng như băng không chút cảm tình vang lên bên tai. Đã xảy ra chuyện gì? Khắc Lôi Nhã làm sao? Là ai đã đả thương nàng hành dạng này? Lúc này, ngài Lệ Ti mới nhìn rõ, đây chính là hộ vệ Vi Ân luôn đi bên cạnh của Kiệt Sâm, không có chút tiếng tăm gì. Mấy ngày nay Vi Ân rảnh rỗi liên tục thực lực của chính mình trong phòng, muốn nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình từ bát giai đế cấp đế linh sư đến bát giai cao cấp đế linh sư. Nhưng vừa mới tu luyện trong phòng, hắn chợt nghe thấy ầm ầm ý ý bên trong của Khắc Lôi Nhã, ngay lập tức bật người tới chạy. Vi Ân không ngờ gã Lệ Ti trả lời, tay phải trực tiếp đặt lên tay phải của Khắc Lôi Nhã. Linh thức cường đại của bát giai đế linh sư tiến nhập vào thân thể của Khắc Lôi Nhã, tinh tế nhận biết trạng thái thần thể của nàng ta. Trong cảm nhận của Vi Ân, trong thân thể của Khắc Lôi Nhã có lưu lại một ít lực lượng cổ quái. Cỗ lực lượng này có chút giống như linh lực hỏa hệ, thế nhưng lại khác với linh lực của hỏa hệ. Nó có vẻ cực kỳ cường đại. Để Vi Ân cảm thấy kỳ quái chính là trong cảm giác của hắn, thân thể của Khắc Lôi Nhã cũng không bị tổn thương gì, nhưng vẫn hồn mê bất tỉnh. Hơn nữa sinh mệnh trong thân thể của nàng ta cũng không có dấu hiệu khác thường, nhưng cảm giác đặc trưng của sinh mệnh lại không lộ rõ. Sắc mặt của Vi Ân nhất thời lâm vào thâm trầm, ánh mắt rơi trên người của ngài Lệ Ti, thần sắc lạnh lẽo, trong đó mang theo một tia ý hỏi. Không biết vì sao, ngài Lệ Ti nhìn thấy ánh mắt của Vi Ân trong lòng rùng mình, một cỗ áp lực không hiểu được ở trên hộ vệ truyền đến mà trước đến giờ nàng vẫn không chú ý. Áp lực cường đại khiến ngài Lệ Ti cảm thấy một tia hít thở không được thông, vô ý thức để lại toàn bộ tình huống phát sinh khi đó. Theo lời của ngài Lệ Ti đi giảng giải, Vi Ân yên lặng đứng nơi đó càng lúc càng lạnh lùng, đặc biệt khi nghe đến chuyện chính mình đã thoái nhược nhưng đối phương nghe đến cái tên của Kiệt Sâm thì còn tiến lên tát Khắc Lôi Nhã một cái. Ngài Lệ Ti cảm giác được dường như không khí bên trong gian phòng giảm xuống vài độ trong nháy mắt. Rất nhanh, ngài Lệ Ti liền kể chuyện tình hoàn chỉnh ra, bởi vì nguyên nhân gây ra ngài Lệ Ti không thấy, cho nên nàng cũng không biết nguồn gốc mọi chuyện. Kể xong, ngài Lệ Ti nhìn Vi Ân, ở đây trước mặt một hộ vệ mà chính mình không thèm để ý, công chúa ngài Lệ Ti của Áo Lan Đa Vương quốc cảm thấy một tia thấp thỏm trong lòng. Nghe xong toàn bộ sự tình, Vi Ân không có biểu tình gì ở trên mặt, chỉ là trong ánh mắt toát lên vẻ băng lãnh không có cách nào hình dung, giống như núi lửa phun trào, có một tia khí tức hủy diệt dâng lên. Kiệt Sâm đâu rồi? Vi Ân đạm nhiên nói. Là bá tỷ đại sư của Đông Thăng Vương quốc bái phỏng, nên Kiệt Sâm và Lỗ Đạo Phu đại sư đang tiếp đãi trong phòng khách.
Không chờ Ngà Lệ Ti nói hết lời, thân hình của Vi Ân nhoáng lên, toàn thân lao về phía cửa. À, La Bá Tì còn chưa rời đi. Ngà Lệ Ti hô lớn, nhưng thân ảnh của Vi Ân đã biến mất trước cửa của gian phòng. Vi Ân này đến tột cùng là ai? Vì sao lúc trước ta cảm thấy áp lực hắn mang cho ta còn lớn hơn cả Đế Lâm, thống lĩnh phẫn nộ? Ngà Lệ Ti cau mày, hai mắt mở to. Trước cửa phòng không có một bóng người, trong lòng cảm thấy khó tin. Trong phòng khách, ba người Kiệt Sâm, Lỗ Đạo Phu và La Bá Tì đang cười tươi nói chuyện với nhau, mà đệ nhất cao thủ của Đông Thăng Vương Quốc, Tạp Khoa Lý, cùng với Đế Lâm cũng ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, vẻ mặt tươi cười. Từ ngày hôm qua, quốc vương Đông Thăng Vương Quốc, Cha Lý và La Bá Tì nói chuyện với nhau liền giao cho La Bá Tì một nhiệm vụ, đó chính là cần phải tạo quan hệ tốt với Lỗ Đạo Phu và Kiệt Sâm của Áo Lan Đa Vương Quốc. Đối với Kiệt Sâm có tương lai trở thành Ai Lôi Lợi Đại Sư năm đó, càng sớm tạo nghệ tốt, càng có thể thu được cảm giác tốt của đối phương. Trên thực tế, cho dù Cha Lý không phân phó thì La Bá Tì cũng nhất định tới gặp Kiệt Sâm để tạo quan hệ. Lần này đến đây, tuy rằng trên người của La Bá Tỷ mang theo nhiệm vụ chính trị, thế nhưng hắn là một gã linh dược đại sư, mà khi ba gã linh dược đại sư ở cùng một chỗ, tự nhiên sẽ bàn về việc phối chế linh dược tề. Trong lúc nói chuyện với Kiệt Sâm, La Bá Tỷ cảm giác được Kiệt Sâm không giống như lần trước. Nếu như nói ở trên linh dược sư đại hội, bọn họ cảm giác đối với Kiệt Sâm chỉ là một thiên tài linh dược sư chưa lớn, thế nhưng sau khi nghe được lý giải câu chuyện của Kiệt Sâm, trong lòng La Bá Tì sớm đã coi Kiệt Sâm là một linh dược đại sư hoàn chỉnh không kém chính mình chút nào. Nếu không phải là Kiệt Sâm tuổi tác thực sự quá nhỏ, thậm chí là La Bá Tì hoài nghi trước mặt mình là một linh dược sư đại sư đứng đầu cả một trong bốn đế quốc. Đặc biệt một vài lời của Kiệt Sâm có thể nói là một châm thấy máu, nói ra được vấn đề then chốt trong phối chế linh dược tề, để La Bá Tì nhớ lại thời còn trẻ, cảm giác như nghe một linh dược đại sư giảng bài. Ba người đàm tiếu một lát, giao lưu tâm đắc về linh dược học của chính mình. Đột nhiên giống như một trận gió thổi tới, nguyên bản cửa phòng khách đóng chặt chật lặng yên mở ra không một tiếng động. Ngay lập tức một bóng người xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm. Người nào? Đế Lâm và Lạp Khoa Lý đang ngồi ở chỗ kia thốt lên biến đổi sắc mặt, thân hình bạo bởi thoáng cái trước mặt thân ảnh của người nọ, ngăn ba người La Bá Tì, Lỗ Đạo Phu và Kiệt Sâm đằng sau lưng mình. Hết chương 303, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MCND Audio VV. Chương 304, mưa to đột kích. Cùng lúc đó, trong phòng Đế Lâm và Tạp Khoa Lý cũng nổi sóng, thần pháp của đối phương cực nhanh, thu liếm khí tức cực mạnh, chính mình không hề phát hiện ra được chút nào. Nếu không phải là hai mắt thấy thân ảnh của đối phương xuất hiện trong phòng, chính hắn, một người mạnh nhất của vương quốc, thất giai đế cấp hoàng linh sư, sợ rằng còn không biết trong phòng khách có thêm một người. Trong kinh hãi, ánh mắt hai người cảnh giác nhìn đạo thân ảnh trước mặt, tay phải trên chuôi kiếm biến hông, chỉ chờ đối phương đi tới di động sẽ động thủ. Không chỉ Đế Lâm và Lạp Khoa Lý cả kinh, hai người Lỗ Đạo Phu và La Bá Tì cũng giật mình. Chỉ là sau khi Lỗ Đạo Phu và Đế Lâm nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, hai thoáng cái đều ngẩn người. Lúc này, đứng trước mặt của bọn họ chính là hộ vệ Vi Ân vẫn đi theo người của Kiệt Sâm, thế nhưng hai người không biết người này vẫn luôn điệu thấp, biểu hiện không hề chói mắt. Nói một cách khác, thực lực của Vi Ân bày ra không kém thực lực của Đế Lâm chút nào. Đặc biệt là Lỗ Đạo Phu, hắn nhận thức Vi Ân cũng không phải là một ngày hai đêm. Từ lúc ở Vương Thành, Lỗ Đạo Phu đã thấy Vi Ân ở bên cạnh của Kiệt Sâm, thế nhưng hắn không biết thực lực của Vi Ân lại mạnh mẽ như thế. Tuy rằng trong lòng của Đế Lâm giật mình, thế nhưng sau khi nhìn thấy đối phương là ai, nguyên bản thần sắc căng thẳng liền thả lỏng trong lòng, mặc dù vẫn có chút cảnh giác, thế nhưng trong ánh mắt đã không còn địch ý. Đột nhiên Vi Ân xuất hiện ở chỗ này tự nhiên sẽ không gây bất lợi cho đám Lỗ Đạo Phu đại sư, bằng không dọc theo con đường có nhiều cơ hội như thế, khẳng định đối phương sớm đã động thủ. Vi Ân? Vì sao ngươi qua đây? Kiệt Sâm nhìn thấy Vi Ân cũng có chút giật mình, lập tức nhướng mày hỏi. Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn biết bản tính của Vi Ân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ quấy rối chính mình. Khắc Lôi Nhã bị người đánh thương, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, sinh tử bất minh.
Vi Ân lạnh giọng nói, trong đó để lộ một cỗ hàn ý bằng lãnh khiến hai thất giai hoàng linh sư là Đế Lâm và Tạp Khoa Lý không khỏi cảm giác rung động trong lòng. Cái gì? Kiệt Sâm đứng dậy trầm giọng nói. Vậy bây giờ Khắc Lôi Nhã ở đâu? Đang ở trong phòng của cô ta. Vi Ân lạnh lùng nói. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, ngay cả bắt chuyện cũng không quay sang đám người La Bá Tỷ, thân hình khẽ động đi ra khỏi phòng khách trong nháy mắt. Thân hình Kiệt Sâm như điện, chỉ thoáng chốc đã xuyên qua mấy tòa kiến trúc đi tới trang viên sâu nhất của khu dân cư. Rất xa, Kiệt Sâm liền thấy được cửa phòng của Khắc Lôi Nhã đang mở rộng, bên trong ngẫu nhiên có bóng người đi tới đi lui, Kiệt Sâm không ngừng lại, trực tiếp vọt vào bên trong. Khi hắn đi tới phòng, người đầu tiên nhìn thấy là Khắc Lôi Nhã đang im lặng nằm trên giường, mà Ngả Lệ Ti thì chờ đợi một bên, còn có một y sư đang kiểm tra tình trạng của Khắc Lôi Nhã. Sau khi chứng kiến Kiệt Sâm đi vào, Ngả Lệ Ti lập tức đứng lên nhưng không nói gì, trên mặt lộ ra một tia áy náy, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại không thể nói nên lời. Kiệt Sâm không để ý đến nàng ta, chỉ bước nhanh đi tới cạnh giường của Khắc Lôi Nhã. Hắn lấy tay đặt trên người của Khắc Lôi Nhã kiểm tra, còn y sư đang kiểm tra tình trạng cho Khắc Lôi Nhã thấy hành động của Kiệt Sâm, lúc này cũng biết điều lùi bước. Cũng không giống như lúc trước Vi Ân đã kiểm tra, trong cơ thể của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này ban đầu ở Thác Đức gia tộc lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lôi Nhã, hắn cũng đã nhận ra, vì thế lúc đó mới lựa chọn nàng làm thị nữ của mình. Ngoại trừ lực lượng này thoáng qua trong cảm giác thì Kiệt Sâm không có phát hiện chút nào tổn thương, nhưng mà Khắc Lôi Nhã vẫn nằm im lặng hô hấp, biểu hiện ra không hề giống có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà tánh mạng trong cơ thể nàng thì như có như không, điều này làm cho trong lòng của Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy được một tia nghi hoặc. Mấy bóng người nhoáng lên, đám người Lỗ Đạo Phu đại sư thì xuất hiện trong phòng, Đế Lâm cùng Lỗ Đạo Phu liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng lên tiếng nói. Hai huynh đệ La Tây La Đông đâu? Ta không phải để cho hai người bọn họ đi theo bên người bảo hộ các người sao? Trong ánh mắt Đế Lâm xuất hiện một tia lửa giận, nếu là hai gã hộ vệ bảo hộ bất lực mà làm cho Khắc Lôi Nhã bị thương, thì cho dù Kiệt Sâm không hỏi, Đế Lâm cũng sẽ không tha tội cho bọn hắn. Ngả Lệ Ti mang trên mặt vẻ áy náy nói. Hai người bọn họ đều bị thương, hiện tại có lẽ cũng đang được cứu chữa. Lỗ Đạo Phu đại sư cùng Đế Lâm lại liếc mắt nhìn nhau một cái nữa. Lông mày hai người đều trở nên hơi hơi nhíu lại. Thực lực của hai người La Đông cùng La Tây, bọn họ đều là nhất thanh nhị sở. Lần này để hộ tống đoàn đại biểu linh dược sư tới từ Đế Lâm mạnh nhất, thì hai người đó đều đạt đến ngũ giai tông linh sư. Hôm nay lại nghe Ngả Đệ Ti nói đối phương có thể dưới sự bảo hộ của La Tây La Đông đánh Khắc Lôi Nhã bị thương thành như vậy, còn đánh hai người La Tây La Đông bị thương thêm nữa, chứng tỏ đối phương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lỗ Đạo Phu nhìn sắc mặt âm trầm của Kiệt Sâm, hắn hướng về Ngả Lệ Ti nhíu mày nói. Ngả Lệ Ti, đến tột cùng là đã xảy ra cái chuyện gì? Ngả Lệ Ti cắn răng, đem chuyện đã xảy ra kể lại như đã kể với Vi Ân. Mỗi một câu nói của đối phương, mỗi một cử động của họ đều nói cặn kẽ không thêm mắm thêm muối cùng vặn vẹo sự thật. Mà chính là bởi vì Ngả Lệ Ti nói cẩn thận như thế lại khiến cho đám người Lỗ Đạo Phu như lạc vào một đoàn sương mù, đặc biệt là nghe Ngả Lệ Ti nói mình đã nhượng bộ, còn đối phương sau khi nghe Khắc Lôi Nhã kêu tên của Kiệt Sâm thiếu gia thì thần sắc lại đại biến, xông đến đánh cho Khắc Lôi Nhã một cái tát. Đám người Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiện lên một cái ý niệm. Sẽ không phải là đối phương là hướng về phía Kiệt Sâm tới chứ? Thần sắc hai người Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm lập tức ngừng động. Nếu như chỉ ngoài ý muốn xung đột như vậy thì cũng may. Nếu là đặc biệt chú ý đến Kiệt Sâm thì cần phải được toàn bộ áo Lan Đa Vương quốc coi trọng. Không nói đến Kiệt Sâm biểu hiện ra bên ngoài thiên phú cùng với tiềm lực tương lai. Hiện tại chỉ cần bối cảnh sau lưng của Kiệt Sâm cũng đủ làm cho cả áo Lan Đa Vương quốc bảo vệ hắn. Nghe Ngả Lệ Ti nói Khắc Lôi Nhã rõ ràng có thể ngăn trở công kích mà La Tây La Đồng không thể làm được. Trong lòng mọi người đều lộ ra một tia khó có thể tin. Người tên Vi Ân bên cạnh Kiệt Sâm không có tiếng tăm gì lúc trước đã biểu hiện thành thực lực cường đại. Nhưng một thị nữ nho nhỏ cũng mạnh như thế thì thật làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Hết chương 304, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MCNE Audio VV, chương 305, mưa to đột kích.
Huống chi, lúc trước Kiệt Sâm tại thời điểm đại hội ở Thác Đức gia tộc đã chọn trúng Khắc Lôi Nhã. Bản thân họ ở trên đại hội cũng có mặt. Lúc đó Khắc Lôi Nhã xác định chính là thị nữ Thác Đức gia tộc an bài cho đệ tử trong gia tộc của chính mình. Không ngờ 12 tháng đi qua, nàng ta đã trở nên cường đại như thế. Lỗ Đạo Phu vô cùng kinh hãi nhìn Kiệt Sâm. Nguyên bản hắn cho là mình đã nhìn thấu Kiệt Sâm, nhưng mà suy đoán hôm nay cái mình gọi là thấu triệt đó cũng chỉ là một góc thực lực của Kiệt Sâm mà thôi. Rốt cục, Ngà Lệ Ti đem chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Mọi người lập tức đem ánh mắt đều tập trung vào trên người của Kiệt Sâm bên cạnh giường. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, trên mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nghe nhưng không hề liên quan tới mình. Mọi người liếc nhau một cái, nhưng trong lòng thì không hiểu tại sao lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Ngà Lệ Ti, biết rõ đối phương là người nào không? Sau nửa ngày, âm thanh lạnh như băng từ trong miệng của Kiệt Sâm truyền ra, trong lời nói mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, khiến cho tất cả mọi người nơi này không khỏi rùng mình băng lạnh. À, ta còn chưa nhìn rõ thì Khắc Lôi Nhã đã bị như vậy rồi. Kiệt Sâm, lai lịch của đối phương ta cũng không rõ. Chỉ có điều ta nhìn thấy xe ngựa đám người đó cưỡi cũng giống như chúng ta, đều là đại biểu chuyên dụng. Về phần nguyên nhân gây ra xung đột thì ta cũng không có thấy. Ta nghe đến Khắc Lôi Nhã kêu lên thì ta lao ra luôn và thấy Khắc Lôi Nhã đã té trên mặt đất mất rồi. Ngà Lệ Ti lắc đầu, trên mặt cũng đã hiện lên một tia tức giận. Nàng thân là công chúa của Áo Lan Đa Vương quốc, từ nhỏ đến lớn đã được vô số người yêu thương. Cả nước cao thấp không ai dám hô to gọi nhỏ. Nhưng hôm nay nàng lại lần thứ nhất nếm được tư vị của chịu nhục, đặc biệt là khi ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn về phía nàng kèm theo vẻ lạnh như băng, trong lòng của nàng lại cảm thấy đau đớn. Lông mày của Kiệt Sâm có chút nhíu lại, mặc dù nói mục tiêu đã tập trung vào đoàn đại biểu tới tham gia Linh Dược Sư Đại hội, nhưng mà các quốc gia lần này tham gia Linh Dược Sư Đại hội nhiều không kể xiết, nếu muốn tìm từng cái thì độ khó quá lớn. Kiệt Sâm, nếu có cái gì cần thì Đồng Thăng Vương quốc chúng ta là thần chủ, sẽ giúp đỡ người một chút. Đúng lúc này, là Bá Ti ở một bên lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ thành khẩn. Cha Lý bệ hạ để cho hắn hào hào kết bạn với Kiệt Sâm, trước mắt không phải là một cơ hội tốt sao? Loại chuyện này đối với Kiệt Sâm đến từ bên ngoài rất khó, nhưng mà đối với chủ nhà như Đồng Thăng Vương quốc thì không tính là gì. Vậy thì phiền toái La Bá Tỳ đại sư. Kiệt Sâm đối với La Bá Tỳ lộ ra một tia thần sắc cảm kích. Dù sao làm loại chuyện này nếu như chuyển ra ngoài, Đồng Thăng Vương quốc cũng sẽ đắc tội với người khác. À đúng rồi Kiệt Sâm. Ngà Lệ Ti làm ra nghĩ đến điều gì, đột nhiên lên tiếng nói. Hai tên hộ vệ của Đồng Thăng Vương quốc có lẽ biết chút ít, bởi vì Khắc Lôi Nhã vì cái gì cũng đối phương phát sinh xung đột, bọn họ thì đứng bên ngoài, chắc chắn sẽ biết. Vậy thì còn chờ cái gì? Mau dẫn ta đi qua tìm. Kiệt Sâm gật gật đầu. Nếu là hộ vệ của Đông Thăng Vương quốc thì chuyện tìm manh mối càng thêm dễ dàng. Ngà Lệ Ti đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Kiệt Sâm cùng với Vi Ân theo sát phía sau. Sau mọi người lại nhìn nhau, rồi cùng nện bước đi theo. Rất nhanh về sau, mọi người liền đi ra khỏi khu sứ quán. Ở bên trong địch quán phủ đệ Đông Thăng Vương quốc an bài, Ngà Lệ Ti liếc mắt liền thấy được hai gã hộ vệ. Hai người kia thần sắc lộ ra lo lắng đứng ở bên trong địch quán đang bàn luận cái gì. Thấy đám người Ngà Lệ Ti đi tới thì biến sắc, không khỏi hướng lùi về phía sau hai bước, giống như là muốn trốn. Nhưng mà cuối cùng cũng không dám mà vẫn đứng lại chỗ, vẻ mặt cầu xin. Chư vị đại nhân, tiểu nhân đáng chết, không nên thấy chết mà không cứu. Không đợi Kiệt Sâm câu hỏi, một hộ vệ trong đó được đa bảo các. Lưu chủ đã bịch một tiếng quỳ xuống, mặt xám như tro, đặc biệt là nhìn đến trong đám người có La Bá Tỳ đại sư cùng tạp khoa Lý đại nhân của vương quốc chính mình thì càng sợ tới mức toàn thân run rẩy. Sự tình hắn lo lắng nhất đã xảy ra, nguyên bản hộ vệ thủ hộ xe ngựa chỉ cho rằng Khắc Lôi Nhã là một thị nữ. Hơn nữa, đối phương ngay từ đầu cũng không có động thủ nên không có tiếng để kêu cứu viện. Hôm nay nhìn thấy một đám người đến, hắn mới biết mình đã sai 10 phần. Lông mày La Bá Tỳ cùng tạp khoa Lý đều không khỏi nhăn lại, cả hai tiến lên một bước hỏi. Nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Người hộ nhân đó của Đông Thăng Vương quốc đối mặt với đệ nhất cao thủ tạp khoa lý của Vương quốc không dám giấu giếm, đem chuyện trải qua từ đầu tới cuối nói lại. Sắc mặt của Kiệt Sâm theo thời gian dần trôi qua trở nên âm trầm, trong lòng của hắn đã rốt cục chứng thực suy đoán, rốt cục cỗ lửa hận khó có thể áp chế bốc lên. Cỗ lửa giận này từ nhỏ thành lớn, trong một lát đã tạo thành liệu nguyên chi thế ở trong đầu của Kiệt Sâm. Mà La Bá Tì cùng tạp khoa lý hộ vệ do chính mình an bài rõ ràng thấy chết mà không cứu, thì ánh mắt của họ biến thành một đầu mãnh hổ muốn ăn thịt người. Nói, người nọ là ai? Âm thanh của tạp khoa lý lần nữa lạnh lùng nói, hắn hiểu rõ thủ hạ của mình không phải là bởi vì Khắc Lôi Nhã là thị nữ mà không đi cứu viện, nhất định là sợ hãi chọc phải phiền toái nào đó. Tạp khoa lý đại nhân, tiểu nhân thấy trong đám người kia có vưu lý lúc trước Vương quốc an bài phân phối bảo hộ cho uy từ Vương quốc. Hộ vệ kia run rẩy nói, uy từ Vương quốc à? Nguyên bản mọi người nộ khí đằng đằng, sát khí tràn ngập lập tức trở nên trầm mặc. Uy từ Vương quốc tuy rằng cùng Đông Thăng Vương quốc, Áo Lan Đa Vương quốc đồng dạng, đều là một trong ngũ đại cường quốc, nhưng mà đối với tư cách đệ nhất cường quốc chính thức ở Tây Bắc, uy từ Vương quốc đối với các quốc gia khác có lực uy hiếp cực lớn. Cái đồ vô dụng, làm xấu mặt cả Vương quốc chúng ta. Tạp khoa lý tức giận mắng, lập tức đối với Kiệt Sâm nói, Kiệt Sâm, người này muốn xử trí thế nào, người cứ tự nhiên. Hộ vệ kia quỳ dập đầu bịch bịch xuống mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lòng run rẩy, đáy lòng hắn hiện giờ vô cùng hối hận. Nhưng mà Kiệt Sâm thì không thèm liếc mắt hắn lên một cái, sau đó đem ánh mắt quăng về một phương hướng. Tất cả mọi người biết rõ, đó là phủ đệ mà Đông Phương Vương quốc triều đãi đoàn đại biểu của uy từ Vương quốc. Trong ánh mắt của Kiệt Sâm, sát ý sầm lãnh không che giấu chút nào điên cuồng tuôn ra. Sắc mặt Lỗ Đạo Phu lập tức biến đổi. Kiệt Sâm, người cần phải nghĩ lại. Hết chương 305, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV. Chương 306, Mạt Lạp Khắc đi ra nhận lấy cái chết. Uy từ Vương quốc với tư cách là đệ nhất vương quốc Tây Bắc, tại tất cả phương diện đều trên Áo Lan Đa Vương quốc một bậc. Huống chi lần này, người dẫn đội linh dược sư đại hội của Uy từ Vương quốc là đệ nhất linh dược sư Tây Bắc lục giai cấp thấp, linh dược tôn sư Tây Nhĩ Đốn đại sư, mà hộ vệ dẫn đội là cao thủ thất giai trung cấp danh xưng là Hoàng Linh Sư, Nặc Duy Tư Cơ. Cho dù tất cả mọi người của đoàn đại biểu Áo Lan Đa Vương quốc xuất động, chỉ sợ cũng căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương cho đối phương. Kiệt Sâm không thèm để ý chút nào cười. Lỗ Đạo Phu đại sư, ngươi cứ yên tâm, chuyện này là chuyện riêng của ta, do ta sẽ tự mình tới xử lý, cũng không có nghĩa là động thái của Áo Lan Đa Vương quốc đối với Uy Tư Vương quốc. Lỗ Đạo Phu sắc mặt hơi biến đổi, giờ phút này trong lòng hắn vừa tức giận vừa vội. Lời này của Kiệt Sâm chính là biểu thị cho thái độ của hắn. Nếu Lỗ Đạo Phu thật sự thờ ơ mà để cho Kiệt Sâm một người xuất đầu, thì cho dù trong lòng của Kiệt Sâm không có bất mãn, nhưng quan hệ hắn cùng với Kiệt Sâm và thái độ của Kiệt Sâm đối với Áo Lan Đa Vương quốc vô cùng tốt, chỉ e sau này có thể sẽ vì như vậy mà cải biến. Dám can đảm làm tổn thương người của ta, ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này. Kiệt Sâm nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, trong giọng nói mang theo sự kiên định không thể nào thay đổi. Kiếp trước Kiệt Sâm là thân cô nhi, bên người căn bản không có một người thân nào, chỉ có những thủ hạ của hắn trung thành và tận tâm đi theo. Đối với họ, Kiệt Sâm không cảm thấy có gánh nặng là gì. Nhưng mà ở kiếp này, sau khi sống lại, Kiệt Sâm tuy rằng có được gia tộc, nhưng đối với Thác Đức gia tộc, lòng trung thành của hắn không mạnh. Vì vậy đối với người bên cạnh, Kiệt Sâm đối đãi với họ như những người thủ hạ ở kiếp trước vĩnh viễn không buông bỏ, trung thành và tận tâm vô cùng quý trọng. Hắn biết không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào xúc phạm tới người bên cạnh của mình dù chỉ một chút. Điện hạ. Điện hạ. Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên người của La Bá Tì. La Bá Tì đại sư, lần này Uy Tư Vương quốc đi theo đoàn đại biểu đến đây có rất nhiều vương tử sao? La Bá Tì do dự một chút, lên tiếng nói.
Ngoại trừ bát vương tử Tư Lý Lan Tạp tham gia linh dược sư đại hội, thì vương tử cũng theo tới chỉ có tam lương tử là mặt lạp khắc uy tư của vương quốc mà thôi. Mặt lạp khắc? Mặt lạp khắc? Kiệt Sâm cười lạnh một tiếng, ngừng mắt nhìn qua phương xa, ánh mắt như là trực tiếp đã vượt qua khoảng cách không gian rơi xuống phủ đệ của uy tư vương quốc. Kiệt Sâm cười lớn, ngay cả chào hỏi những người bên cạnh cũng không làm, thân hình trực tiếp thoáng lên một cái đã ra khỏi trang viên hướng về phía xa đi tới. Mà Vi Ân cũng không nhìn một ai, hai trong mắt của hắn lập lòe tinh quang đi sát phía sau của Kiệt Sâm. Phản ứng của Kiệt Sâm để cho hắn có chút vui mừng. Đối với hai người thị nữ của Kiệt Sâm, hắn đều coi như muội muội mà đối đãi. Những ngày này ở cùng với Khắc Lôi Nhã, trong lòng Vi Ân càng có chút yêu thích thiếu nữ này, xấu hổ không có chút tâm cơ. Bởi vậy trước đó hắn nhìn thấy Khắc Lôi Nhã bị hôn mê, trong lòng cũng đã quyết định, mặc kệ đối phương là thằng nào, mặc kệ thái độ của Kiệt Sâm là cái gì, hắn cũng muốn thay đổi cho Khắc Lôi Nhã tìm về một cái gì đó công đạo. Nếu là Kiệt Sâm, bởi vì đối phương thế lớn mà không đi tìm đối phương gây phiền toái, Vi Ân tuy rằng đã quyết định đi theo Kiệt Sâm, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi một tia khó chịu. Nhưng mà phản ứng của Kiệt Sâm hôm nay để cho hắn cảm nhận được vô cùng kích động. Nhìn bóng lưng của Kiệt Sâm rất nhanh, Lỗ Đạo Phu cùng Đế Lâm lập tức biến sắc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia do dự. Rốt cục! Lỗ Đạo Phu cắn răng, lên tiếng nói. Đế Lâm, chạy nhanh triệu tập nhân thủ, chúng ta phải cùng đi. Đế Lâm nhẹ gật đầu muốn rời đi, lại nghe Lỗ Đạo Phu nói. Được rồi Đế Lâm, người cùng với ta mau chóng đuổi theo. Nếu là Kiệt Sâm có cái gì không hay xảy ra thì không tốt. Ngà Lê Ti, người tụ tập tất cả mọi người đuổi theo sau. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Lỗ Đạo Phu cùng với Đế Lâm đồng dạng cùng rất nhanh biến mất ở trong trang viên, chỉ để lại hai người La Bá Tì cùng Lạp Khoa Lý hai mặt nhìn nhau. Nếu như Kiệt Sâm một người tiến đến có thể tính toán chuyện cá nhân, nhưng mà Lỗ Đạo Phu cùng với Đế Lâm cùng nhau tiến đến đã đem sự tình thăng lên đến giữa các quốc gia. Tạp Khoa Lý, ngươi lập tức theo sau bọn họ, ta lập tức trở về đem chuyện này bấm báo với trà lý bệ hạ. La Bá Tỷ suy nghĩ một lát, cũng ngừng trọng lên tiếng. Nhớ rõ, nếu như có thể được thì phải tận lực đừng làm cho Kiệt Sâm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tạp Khoa Lý kinh ngạc mắt nhìn La Bá Tỷ, bất quá hắn không nói thêm gì, thân ảnh thoáng lên cùng đuổi theo. Giờ phút này đúng là xong giờ ngọ. Mặt trời nghiêng nghiêng về phía tây có hương vị sắp tới lúc hoàng hôn. Phủ đệ của đoàn đại biểu uy tư vương quốc ngụ tại vương thành Tạp Mai kéo dài ra đường phố phồn hoa. Nơi cửa ra vào có hai hộ vệ ánh mắt sáng ngời, nhất cử nhất động đều toát ra khí thế cường hãn nhìn người trên đường đi tới đi lui. Trên thực tế, trong lòng những hộ vệ này đều coi chuyến đi linh dược sư đại hội lần này là lần du ngoạn, xuất ngoại khó mà có được. Những lần tổ chức trước chẳng phải là cũng như thế sao? Nhưng mà nguyên bản bát vương tử Tư Lý Lan Tạp Điện Hạ lời thề muốn đoạt chức quán quân, cuối cùng chỉ về thứ hai, khiến cho hào khí bên trong phủ đệ uy tư vương quốc lập tức thay đổi. Những thủ vệ này nguyên bản vô cùng lười nhác cũng phải phấn chấn lại tinh thần, tuy rằng bọn họ cũng hiểu biết, căn bản không có khả năng có người dám can đảm mạo phạm phủ đệ uy tư vương quốc, nhưng mà sợ hãi vị đại nhân nào đó tâm tình thì không tốt, thấy mình sẽ thóa mạ một trận, vì thế họ vẫn phải nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ thủ vệ. Trên đường phố, người đi qua đi lại đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đến từ hai gã hộ vệ ấy. Khi khí thế cường hạn của họ cho trái tim đám người đó đập thình thịch, trong lòng không khỏi vì sự cường đại của uy tư vương quốc mà sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, trên một góc đường xuất hiện một thân ảnh của hai người. Hai người này từ từ xuất hiện, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào phủ đệ của uy tư vương quốc. Nhưng mà chính là ánh mắt thong dong này khiến cho hai gã hộ vệ có kinh nghiệm phong phú nổi lên một tia báo động. Ở bên trong cảm giác của bọn hắn, hai người trước mặt này như là hai ngọn núi lửa sắp phun trào. Trên người họ tản ra một loại khí thế khiến cho người ta rung động. Hai gã hộ vệ lập tức nhìn nhau, từ địa bộ này của đối phương để cho bọn họ cảm giác được một chút khí thế dũng mãnh. Hết chương 306, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, Audio VV, chương 307, Mặt Lạp Khắc.
đi ra nhận lấy cái chết. Không phải là có người thực sự dám tới phủ đệ của Uy Tư Vương quốc chúng ta để nháo sự chứ? Trong lòng hai người đồng thời toát ra một tia kinh ngạc, tiến lên trước một bước nói. Các người... Không đợi đám người đó đem lời hỏi xong, ánh mắt sắc bén của hai người đó đã lạnh lùng nhìn tới. Giờ khắc này, hai gã hộ vệ cảnh giác như mình đã bị một đầu cự thú thời tiền sử theo dõi. Da đầu rung lên từng cơn, lồng ngực kinh hoàng, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà ngừng lại. Trong ánh mắt của những người đi đường, nguyên bản hai gã hộ vệ cực kỳ cường hãn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phốc oanh một tiếng, toàn bộ đều ngã ngồi trước cổng chính, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người ra tay dĩ nhiên là Vi Ân đã được Kiệt Sâm khôi phục đến bát giai cấp thấp đế linh sư. Vi Ân thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, một thân thực lực tăng phong tạo cực, tung hoành thiên hạ. Hôm nay sau khi khôi phục thực lực, khí thế bế nghệ thiên hạ phong vân một cõi lại một lần nữa xuất hiện trên cả người của hắn. Đế linh sư chính là đế vương trong các linh sư, nhưng linh sư hộ vệ này trước mặt của Vi Ân như là dân chúng nông thôn thấy được hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ riêng khí thế đã có thể làm suy sụp cả hai người. Tuy rằng trên thân thể của hai gã hộ vệ không có bị tổn thương thực chất, nhưng mà tâm linh hai người bọn họ đã gặp phải bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không có cách nào tiến thêm trên con đường linh sử nữa. Nhìn đại môn cực lớn đóng chặt, khóe miệng Kiệt Sâm nhếch lên một tia cười lạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói của vô số người, tay phải của Vi Ân nhẹ nhàng nâng lên. Tạch tạch tạch. Oanh! Từng khối hàn băng nhanh chóng dùng tay phải của Kiệt Sâm làm tung ra, lan tràn, lập tức liền đem cả đại môn đóng băng. Lập tức trong ầm ầm nổ vang, đại môn cực lớn, trong chốc lát ầm ầm sụp đổ, biến thành đầy. Cho dù là một ngũ giai tông linh sư đều không thể có thể một quyền phá vỡ trong chốc lát ầm ầm sụp đổ như thế, biến thành vụn băng đầy đất. Ánh mắt của Kiệt Sâm toàn bộ bước qua vụn băng đầy đất, nhìn toàn bộ trang viên. Kế tiếp là một thanh âm như sấm sét giữa trời vang vọng trong toàn bộ trang viên, thanh âm này quanh quẩn mãi không dứt. Mạt Lạp Khắc, đi ra đây, nhận lấy cái chết! Thanh âm ầm ầm như tiếng lôi minh chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người, thanh âm mang theo áp lực khiến họ văng, răng đập vào nhau, màng tai đau nhức. Người nào dám tới lời này dương oai? Trong trang viên, một ít hộ vệ nhanh chóng lướt tới cửa lớn, thấy Kiệt Sâm cùng với Vi Ân hai người và cánh cửa đại môn chỉ còn lại một mảnh toàn vụn băng, trên mặt đất đều tràn đầy vẻ phẫn nộ. Uy Tư Vương quốc với tư cách là đệ nhất vương quốc của Tây Bắc, từng hộ tống toàn đại biểu linh dược sư đến đây đa số là hộ vệ của cung đình, bất luận là tại vương quốc của mình hay là chư quốc Tây Bắc đều quen thói hoành hành. Hôm nay thấy có người đánh tận cửa, lại hét lớn tên của Tam Vương Tử đi ra chịu chết, lập tức nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, trong lòng phẫn nộ không thôi. Trong lúc nhất thời, trước sau đuổi tới gần 10 hộ vệ, đoàn toàn bộ đều lập tức rút lợi nhận bên hông ra nhìn chằm chằm vào hai người của Kiệt Sâm. Không khí trong nháy mắt ngưng động. Trong miệng gần 10 tên hộ vệ giống giận, linh lực quang mang chớp trên người chớp động, hung hăng đánh về phía của Kiệt Sâm cùng với Vi Ân. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, trong lòng họ cũng đã hạ quyết tâm. Trước mắt, hai người này lại hào hào chăm sóc một phen rồi mới nói sau. Gần 10 hộ vệ cung đình cùng nhau công kích là dạng tình cảnh gì? Vô số người đi đường chứng kiến tình cảnh đó, lần đầu tiên họ được chứng tràng diện này. Nhiều loại hào quang ở trên người 10 tên hộ vệ đằng kia phát ra, linh lực bên trong không khí lập tức vô cùng nóng bỏng. Toàn bộ thiên địa cũng thoáng chốc giống như tối sầm, trong không trung truyền đến những cơn linh lực chấn động phát ra những tiếng ong ong. Mấy người này đều là linh sư của Uy Tư Vương quốc, tuy rằng phần lớn đều là tứ giai thiên linh sư, ngẫu nhiên còn có hai ngũ giai tông linh sư. Thuận lực cường thể, tuy rằng cường đại nhưng còn chưa đủ để tạo nên bao nhiêu thanh thế, nhưng gần 10 người công kích thì lại rất bất đồng. Trong thiên địa đột nhiên phủ lên một hồi cuồng phong, theo cơn sóng gió ngập trời hướng về phía hai người Vi Ân cùng với Kiệt Sâm mãnh liệt đánh úp. Dưới cỡ sóng lớn này, hai người Vi Ân cùng với Kiệt Sâm tựa như một con thuyền nhỏ giữa cả biển bao la, trong giây lát lại muốn chìm nghỉm. Những cảm giác này chỉ là xuất hiện trong mắt những người đi đường mà thôi. Vi Ân trong gió lốc không có chút nào biểu lộ, khóe mắt mang theo một tia cười lạnh. Tiến lên trước một bước, đang muốn xuất thủ thì... Dừng tay!
Một tiếng phẫn nộ, kinh thiên đột nhiên từ phía xa truyền đến, thanh âm kia từ xa đến gần, lúc trước vẫn còn ở nơi hư vô, vậy mà trong nháy mắt đã đi tới phía sau đỉnh đầu của hai người Vi Ân cùng với Kiệt Sâm. Ở bên trong, tiếng hét phẫn nộ và một đạo linh lực màu đỏ rực rực tạo thành khí lãng, phô thiên cái địa đón nhận công kích của 10 tên hộ vệ. Trong âm ầm nổ vang, hỏa hệ linh lực màu đỏ rực lan tràn về phía chân trời lập tức đem 10 hộ vệ bao phủ vào, thanh âm kêu lên tiếng phát lên trong hồng mang. Ánh sáng màu đỏ đến nhanh, đi cùng nhanh. Một lát sau đã hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt của Vi Ân, tiếp đó là đám người đế lần theo sát phía sau chạy tới. Mà 10 tên hộ vệ lúc trước cũng hùng hổ, hùng mãnh tiến vào thì giờ đã ngã, đứng ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng mang theo từng tia máu lớn nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản theo suy đoán của bọn hắn thì đối phương chẳng qua là một tên gia hỏa to gan lớn mật đến đây mà thôi. Nhưng mà đạo thân ảnh bay từ trên không xuống khiến cho bọn họ biết rõ, chuyện này có sự nhúng tay của lực lượng mạnh nhất Tây Bắc Vương quốc, Thất Giai Hoàng Linh Sư. Soạt! Thất Giai Hoàng Linh Sư, đối phương cũng có Thất Giai Hoàng Linh Sư. Đúng là cường quốc gia, nhưng tại sao lại dám tiến vào phủ đệ của Y Tư Vương quốc đánh hộ vệ của họ? Hay à, chả lẽ là Tây Bắc lại muốn đấu làm loạn sao? Dân chúng chung quanh lập tức sôi trào, Thất Giai Hoàng Linh Sư chính là tối cường giả của một quốc gia. Toàn bộ Tây Bắc cũng chỉ có lác đác hơn 10 người. Mỗi một người đều là nhân vật thành danh đã lâu, dân chúng Tây Bắc nhắm mắt lại có thể đếm biết được, bất kỳ một ai đều đại biểu cho thể diện của một vương quốc. Hôm nay lại có Thất Giai Hoàng Linh Sư xông vào phủ đệ của Uy Tư Vương quốc đả thương 10 người hộ vệ của Uy Tư Vương quốc, mặc kệ là nguyên nhân gì. Loại dây máu trắng trợn này không phải bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể dễ dàng tha thứ.